Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Nếu cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, Full One Piece chapter 1103, bản đầy đủ chi tiết. Theo đó thì sau khi một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter được công bố, thì mới đây, nhà cung cấp thông tin Redon đã có bản tóm tắt đầy đủ chi tiết của chapter. Và cho nên, nó đã khiến tôi ngay lập tức làm video này, cập nhật tin tức đến với anh em. Và đúng như dự đoán, đoạn hồi tưởng về Kuma đã chính thức khép lại ở chapter 1102. Để chúng ta này, chúng ta quay trở lại với những diễn biến đang xảy ra tại hòn đảo tương lai SS của tiến sĩ Vegapunk, nơi mà Bonnie đang bị ngũ lối tinh Satan khống chế. Còn những diễn biến cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên chủ đề của chapter 1103 có tựa đề Cha, con xin lỗi. Và đây chính là lời xin lỗi của Bonnie dành cho người cha Kuma. Sau khi biết những tình cảm của người cha Kuma dành cho mình, nhờ vào việc chạm vào ký ức. Trang bị màu của chapter tuần này là hình ảnh băng hai tặc vũ rơm đang cùng nhau ăn uống cùng với Yamato và Momonosuke trong một dạng rồng của mình. Và tất cả đều mặc áo hình con rồng màu hồng để chào đón năm mới 2024. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Sau khi bật khóc vì lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 của người cha Kuma, Bonnie đã bước ra khỏi căn phòng hình chân gấu trong hình dạng trẻ con và nói những lời xin lỗi với tiến sĩ Vegapunk vì đã hiểu lầm mọi chuyện trước đó. Lúc này, Vegapunk đã đưa cho Bonnie món quà sinh nhật lần thứ 10 của người cha Kuma, và đó là một chiếc vòng cổ hình mặt trời làm bằng sapphire rất đẹp. Và theo tôi, Kuma đã có một món quà sinh nhật rất tinh tế. Còn vì sao nó tinh tế thì tôi sẽ nói nhiều hơn trong video phân tích của chapter. Quay trở lại với diễn biến của chapter, theo đó thì Bonnie cũng rất bất ngờ khi biết Luffy là con của một người bạn của cha mình. Và tiến sĩ Vegapunk đã nói với Bonnie rằng việc cả hai cùng nhau có mặt tại đây đều là do sự sắp đặt của số phận. Và theo tôi, nó là đúng, bởi chính Luffy và băng hải tặc vũ rơm đã cứu Bonnie khỏi vòi rồng ở chapter 1060 trước đó. Để rồi sau đó tiến sĩ Vegapunk đã xin lỗi Bonnie vì ông chỉ là một nhà khoa học làm thay mệnh lệnh một cách bất lực. Giống vậy thì Bonnie cho rằng Vegapunk không có lỗi, tất cả lỗi lầm đều là do hắn. Và hắn ở đây chính là ngũ lối tinh Satan, cái đang có mặt tại hòn đảo tương lai SS và đang khống chế Bonnie. Chapter tiếp tục quay trở lại tại điểm hiện tại, tức là những diễn biến tiếp theo của chapter 1095, chapter cuối cùng trước khi đến với đoạn hồi tưởng về Kuma. Theo đó thì Satan vẫn đang giữ chặt Bonnie bằng bàn tay mang thọc của mình. Trong khi đó thì nhóm của Sanji, Franky và tiến sĩ Vegapunk vẫn không thể nào di chuyển được bởi sức mạnh ma thuật của vị ngũ lối tinh này. Và bạn thấy điều gì thú vị ở không tranh này không? Hầu hết tất cả những người xuất hiện ở không tranh này, ngoại trừ Luffy, đều có liên quan đến sức mạnh khoa học, từ tiến sĩ Vegapunk, Bonnie cho đến hai thành viên của băng hải tặc vũ rơm là Franky và Sanji. Quay trở lại với chapter, chúng ta thấy Luffy vẫn đang trong hình dạng teo tóp của một ông lão chưa thể hồi phục Haki, và Luffy nói rằng mình cần đồ ăn để hồi phục, nhưng hiện tại không ai có thể giúp được. Dẫu vậy thì mình không nằm Atlas đã nghe thấy yêu cầu này của Luffy, và cho nên gần như chắc chắn mình không nằm Atlas sẽ tìm kiếm thức ăn về cho Luffy từ chiếc máy tự nấu ăn mà mình không nằm Atlas đã giới thiệu cho Luffy và Bonnie ở chapter 1062. Đồng thời lúc này chúng ta thấy đô đốc Kizaru đang thầm gọi tên Sentomaru và Bonnie khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của họ. Bonnie thì đang bị ngũ lối tinh Satan khống chế, còn Sentomaru thì đang bị hải quân bắt trói. Liệu đô đốc Kizaru sẽ có những hành động gì tiếp theo đây, khi mà trước đó đã có giả thiết cho rằng đô đốc Kizaru là một thành viên nằm vùng của lực lượng quân cách mạng sau khi có hành động nhảy theo giai điệu Nika ở chapter 1100. Nhưng đó là câu chuyện của những chapter tiếp theo nữa. Còn hiện tại chúng ta chuyển sang cảnh bên ngoài thế giới. Thế đó thì thế giới đang vô cùng hỗn loạn vì tin tức băng hải tặc vũ rơm đã bắt cóc tiến sĩ Vegapunk. Và đây chính là tin tức mà Liệu Bảo Morgan đã giật tiết cầu view ở chapter 1074. Do không có thêm bất kỳ thông tin nào về tung tích của vị tiến sĩ này, và cho nên nó đã khiến những người quen biết vị tiến sĩ này lo lắng, trong đó có nhà cách mạng Dragon và Ivanko. Theo đó thì tại hòn đảo Kamabaka, căn cứ chính của lực lượng quân cách mạng, nhà cách mạng Dragon và Ivanko đang dự đoán về xem nơi mà Kuma đặt chân đến sau khi bỏ chạy và biến mất. Ivanko nói rằng nếu là mình sẽ quay tới lại thánh địa Medjoy, nhưng nếu đó là Kuma thì sẽ không như vậy. Chapter tiếp tục quay trở lại hòn đảo tương lai của tiến sĩ Vegapunk. Bonnie lúc này đang sử dụng một đòn tấn công mang tên tương lai méo mó, biến thành một cánh tay khổng lồ tương tự như Luffy trong hình dạng Kiba để chống lại Satan. Và đây cũng chính là chiêu thức mà Bonnie dùng để đánh bại đặc vụ Alpha trước đó. Tuy nhiên, đòn tấn công của Bonnie đã không có tác dụng và đột nhiên yếu đi. Và thánh Satan đã ngay lập tức nhận ra Nika mà Bonnie biết là hoàn toàn không đúng với Nika thật. Bonnie không có một dữ liệu nào về Nika trong tâm trí của mình. Và theo tôi, những gì mà thánh Satan nói là hoàn toàn đúng, bởi tất cả những gì Bonnie biết về Nika đều là do Bonnie tự tưởng tượng qua lời kể của Kuma. Và cho nên Bonnie chỉ có thể tạo ra một phần năng lực bằng cao su, tức là những đòn tấn công thông thường của Luffy trong dạng Gear 3 và Gear 4. Còn Gear 5 thì hoàn toàn không có dữ liệu. Bất chợt, thánh Satan nhận ra Luffy đang ăn rất nhiều đồ ăn. Và cho nên vị ngũ lối tinh này đã ra lệnh cho hải quân xích Luffy lại bằng đá biển. Và bạn thấy có điều gì thú vị ở không tranh này không? Đô đốc Kizaru đang thầm suy nghĩ điều gì đó để chuẩn bị cho một hành động nào đó. Và nếu để ý bạn sẽ thấy những hành động của vị đô đốc này ở chapter rất đáng để nghi ngờ. Liệu sẽ có một cú flotic nào về vị trí của đô đốc Kizaru hay không đây? Thật sự rất đáng mong chờ. Trong khi đó thì Bonnie vẫn đang tiếp tục sử dụng năng lực trác quỷ của mình để biến đổi tuổi tác lên cơ thể của thánh Satan, nhưng không được. Để rồi sau đó chúng ta biết được một số thông tin cực kỳ quan trọng.
Sau đó thì trái quỷ Toshi của Bonnie là do Thánh Satan trao cho sức mạnh bằng cách tiến hành thí nghiệm thông qua chiết xuất bằng chất lỏng, chứ không phải là bằng cách ăn trái quỷ như một người bình thường. Đó là khi Thánh Satan đã thử nghiệm lên cơ thể của Ginny này, nhưng Ginny này đã bị phản tác dụng do mắc phải căn bệnh vẽ Sapphire. Ngoài ra Thánh Satan cũng đã không thể nào ngờ rằng căn bệnh vẽ Sapphire và trái quỷ này cũng đã được truyền sang cho đứa con gái Bonnie, tức là Bonnie đã sở hữu năng lực trái quỷ này từ khi còn ở trong bụng mẹ. Theo đó thì sức mạnh này của Bonnie chỉ cho phép cơ thể biến đổi thành hình dạng bất kỳ trong tương lai mà Bonnie có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, cần có thêm kiến thức và thông tin về thực tế thì tương lai mà Bonnie lựa chọn để tưởng tượng ngày càng trở nên hạn chế. Tức là khi con người nhìn thấy một thứ gì đó thì họ sẽ không thể nào tưởng tượng ra được nữa. Và là vì Bonnie đã cố gắng tìm kiếm Nika trong suốt khoảng một thời gian dài mà không có kết quả. Và cho nên Bonnie đã bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của Nika, dẫn đến tình trạng Nika của Bonnie cũng trở nên yếu đi và không có hiệu quả. Tức là khi bạn không tin tưởng vào một thứ gì đó thì mọi thứ mà bạn tưởng tượng ra cũng trở nên vô nghĩa. Và thành thật mà nói thì trái quỷ của Bonnie thật sự thú vị. Và sau khi nghe Thánh Satan giải thích, Vegapunk đã nói tức giận khi biết Satan đã thương lượng với Kuma về một thứ mà ngay ban đầu do ông tạo ra. Đó là căn bệnh vẽ Sapphire, thứ đã khiến Kuma mất đi người mà mình yêu thương, đồng thời đổi lấy mạng sống của mình để cứu Bonnie. Đáp trả lại những lời chỉ trích của Vegapunk, Thánh Satan đã nói rằng nếu vậy thì Vegapunk nên ngồi vào vị trí ngủ lô tình, rồi sau đó hãy quan tâm đến mạng sống của người khác như một loài côn trùng. Vì đối với Thánh Satan thì mạng sống của con người chỉ là lũ sâu bọ, không hơn không kém. Để rồi sau đó Bonnie xin lỗi Kuma vì mình sắp chết, dù Kuma đã hy sinh mạng sống để cứu mình. Và đây cũng chính là tên tiêu đề của chapter. Còn về phần mình, Satan chuẩn bị sư tử Bonnie thì bất chợt Kuma xuất hiện tại hòn đảo tương lai Ethos. Chúng tôi thấy Kuma đang chạy đến nơi Bonnie đang gặp nguy hiểm. Vừa chạy, Kuma vừa bị hải quân tấn công. Do vậy thì Kuma đã tiêu diệt hết tất cả bọn lính bằng tia laser, đồng thời cũng đã đến được nơi Bonnie gặp nguy hiểm. Tuy nhiên khi nhìn thấy Kuma, Thánh Satan đã ném Bonnie xuống đất và chuẩn bị dùng chân đâm chết Bonnie. Trong một trận đấu hoành tráng của chapter, Kuma dùng tay đỡ lấy Bonnie, còn lưng thì lãnh trọn đòn tấn công của Thánh Satan. Để rồi sau đó Kuma dùng tay của mình rút chân Satan ra khỏi lưng và nắm lấy nó, đồng thời quay về phía vị ngôi lỗ tên này tung ra một cú đấm trong cơn thịnh nộ. Và khung tranh cuối cùng của chapter cũng là khung tranh khuôn mặt đầy sợ hãi của ngôi lỗ tên Satan trước đòn tấn công của Kuma. Có vẻ như bằng Haki quan sát, vị ngôi lỗ tên này đã nhìn thấy được hậu quả của đòn tấn công nên mới lo sợ như vậy. Và đây cũng là cái cách mà chapter 1103 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng, tuần sau One Piece không có chapter mới. Trên đây là những thông tin chi tiết đầy đủ của One Piece chapter 1103. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.